Rồi, xin thân ái mến chào các bạn nha. Hôm nay bên xưởng tiện của chú Long Đoàn mới vừa hoàn thành xong cái bộ dàn cầu Thái nha bạn, dàn cầu kiểu Thái nha, dàn cầu một tay cầm. Vừa mới hoàn thiện xong rồi mình quay một video cho bạn xem tham khảo nha bạn. Đây, làm hai khớp nha bạn, khớp dưới là 27 nha, trên là 34. Này bột lắp này thì bột lắp 34 nha bạn, nó dài dài khoảng từ mét 9 tới 2 mét nha. Thì theo nhu cầu sử dụng của anh em, có một số anh em thì sử dụng lắp này là lắp dài 1m8, còn dàn cầu này như là dài 1m9 các bạn, một lắp dài 1m9, một lắp thì một lắp 34. Đây cũng vẫn là cái bát hình cánh chim cách điệu, chim bồ câu nha, rất là đẹp các bạn. Dàn cầu của chúng đoàn nhìn là biết liền nha. Đây, dàn cầu này có điều rất là đặc biệt, đó là có một cái giá đỡ với là một giá đỡ các bạn, bắp chuối nha. Đây, mình thường mình làm hai thanh mà này mình làm bắp chuối nha. Cái chỗ hai cái con tán mà mình dặn lắc kê chỗ cái bắp chuối này nhìn cũng rất là xịn sò các bạn. Đây, bắp chuối thì khỏi bàn cãi rồi, bắp chuối quá đẹp. Bắp chuối là ở trong mình có cái gạt đăng nhỏ các bạn, cái đăng nhỏ để trong á, rồi mình làm bắp chuối bảo vệ mình không thấy gạt đăng. Đây, chỗ chữ T làm cũng rất là hay luôn, rất là đẹp luôn, nhìn rất là đã nha bạn. Chữ T thì làm kiểu nhìn rất là sướng nha, kiểu như chú Thái nha bạn. Ở dưới thì có một cái giá đỡ lên, cái dàn cầu chú Thái dành cho máy xăng nha các bạn. Thì máy xăng hoặc là máy hai thì rồi đó, làm cái dàn cầu kiểu Thái này nhìn rất là đẹp. Máy này như là cái máy dàn cầu, máy này cho máy 11 các bạn, 11 HP của khách hàng đặt nha, có 11. Đây có một cái tài vịn nè, nhìn rất là đã các bạn, dàn cầu kiểu Thái nha, rất là đẹp. Chi tiết này bên xưởng tiện chúng đoàn tiện gia công rất là đẹp nha. Thì các bạn có nhu cầu mà sử dụng dàn cầu máy Thái này cho máy xăng nha, từ 6 HP, 5,5 HP, 11, 18, 13 đó bạn, 22, 23 đó, thì alo số điện thoại bên xưởng tiện chúng đoàn nha. Hai cái lỗ là khách yêu cầu đã dùi, hai cái lỗ đó mình cũng không biết làm gì nha. Hai cái lỗ trước là khách yêu cầu đặt đó. Đây, mấy cái chỗ này thì mình gầm gời hết, đặng mình tháo ra cho dễ các bạn. Chỗ cái nó dài đó làm gời nha, đặng mình lúc mình vận chuyển cho nó dễ, mình tháo ra tháo vô nó cũng tiện nữa. Đây, bắp chuối thì tiện quá đẹp luôn các bạn, rất là chỉnh chu nha. Dàn cầu mới xăng kiểu Thái Lan, một tay cầm. Và anh em có nhu cầu sử dụng quan tâm thì alo nha. Rồi, bây giờ của mình cũng xin tạm dừng tại đây các bạn.